Vậy nhà quản lý đã nỗ lực đi khi nhà quản trị họ đã vẽ ra con đường, cầm một đó đám người và thực thi đúng quy trình, thực thi đảm bảo được mục tiêu và đi đúng con đường họ đã vạch, sử dụng đúng công cụ đã có, cách trả lương theo đúng luật chơi của họ, thực hiện nội quy theo đúng luật mà họ đã đưa ra và trừ điểm KPI theo đúng luật họ đã đưa ra. Và đấy là vai trò của bạn, là vai trò của nhà quản lý. Nam Quang Nguyễn có đặt câu hỏi: thầy ơi, quản lý nên thiên nặng hơn về chuyên môn hay về cách quản lý nhân viên ạ? Em đang phân vân, quản lý con người tốt mà quản lý yếu về chuyên môn cũng khó khăn trong công việc quản lý ạ. Rồi ạ. Bạn hiểu thế nào gọi là quản trị và thế nào là quản lý đã nhé. Tức là quản trị là người đưa ra luật chơi. Đầu tiên là đưa ra luật chơi. Ví dụ như quản trị một đất nước, cái người quản trị một đất nước là việc đầu tiên đưa ra thể chế của một đất nước. Cho nên hiện nay đảng về đường lối và quốc hội là người họp và thảo luận trực tiếp đưa ra luật. Vì vậy trong một doanh nghiệp, luật chơi chính là công tác quản trị. Thứ hai, bên dưới của luật chơi thì là văn bản hướng dẫn. Văn bản hướng dẫn, bạn cứ để ý mà xem. Cho nên là tầng thứ nhất là tầng ban hành luật, tầng thứ hai là văn bản hướng dẫn, xong đến tầng thứ ba thì là quy trình và các công cụ, tức là cái văn bản nó là công cụ để đi kèm. Vậy thì nói đến điều hành con người là nói đến luật chia lương thưởng, nói đến luật tiếp nhận, nói đến luật sa thải. Nói đến con người nhé, là nói đến gì ạ? Luật chia lương thưởng, luật chia phúc lợi, luật sa thải, luật tuyển dụng. Và tất nhiên nó gắn với hiệu quả nếu chúng ta dùng người. Đấy. Nếu nói đến công việc thì là gì ạ? Luật về kết quả doanh thu, luật về hạn mức chi phí, luật về định phí, luật về biến phí. Tất cả những cái luật đấy được ban hành, đấy là luật. Bên dưới tầng luật là tầng hướng dẫn. Hướng dẫn bao gồm quy trình, mô tả công việc, công cụ. À thôi xin lỗi, là hướng dẫn là cái cách sử dụng các hạn mức như thế nào, định mức như thế nào. Xong rồi tầng cuối cùng là tầng thực thi, chính là quy trình, là công cụ để thực hiện nó. Vậy thưa với anh chị, đã là tầng từ giám đốc trở lên, giám đốc chức năng trở lên, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính là chuyên về làm luật và văn bản hướng dẫn luật. Đã là tầm bộ ngành thì là văn bản luật và hướng dẫn về thực thi luật. Còn đến cái tầng của quản lý nhé, là đúng luật làm. Vì vậy tầng quản trị là ban hành luật và hướng dẫn luật, tầng quản lý là làm theo luật, vì vậy và xây dựng quy trình để làm theo luật. Đấy là vai trò của quản lý. Vì vậy rất nhiều anh chị làm trưởng phòng sale vào công ty thì các anh chị thấy ngay là vào đến nơi rồi, về luật chia lương thưởng họ có sẵn chưa, cách trả lương họ đã có sẵn chưa, bạn có được quyền can thiệp không? Không. Cứ vậy mà thực thi. Và vấn đề là bạn chịu trách nhiệm thực thi. Thực thi nó thì nó gọi là gì ạ? Quản lý. Cầm một đó đám người và thực thi đúng quy trình, thực thi đảm bảo được mục tiêu và đi đúng con đường họ đã vạch, sử dụng đúng công cụ đã có, cách trả lương theo đúng luật chơi của họ, thực hiện nội quy theo đúng luật mà họ đã đưa ra và trừ điểm KPI theo đúng luật họ đã đưa ra. Và đấy là vai trò của bạn, là vai trò của nhà quản lý. Vậy nhà quản lý đã nỗ lực đi khi nhà quản trị họ đã vẽ ra con đường, nỗ lực đi và thực thi phần thưởng khi nhà quản trị họ đã vẽ ra con đường. Còn nhà quản trị là người ngồi vẽ ra con đường và treo các phần thưởng ở dọc đường để cho bọn quản lý nó dẫn một đoàn quân đi. Và đi đến đâu thì được nhặt quả ngọt nào, đi đến đâu được nhặt quả ngọt nào, và đi đúng cái cung đường đấy cho tôi.
Vậy cho nên quản lý là người thực thi, quản trị là người hoạch định chiến lược, vẽ con đường và hướng dẫn thực thi chiến lược. Đó, hai cái tầm rất là rõ nhé. Vậy thì rõ ràng là bạn là quản lý, bạn đừng có chọc vào. Và trong quản lý ở đây là một là quản lý con người để nó đi đúng đường. Hai là quản lý, đầu tiên là quản lý quy trình, có cái quy trình họ phát cho bạn rồi, bạn quản lý quy trình. Hai là quản lý con đường để kiểm tra xem anh em nó có đi đúng con đường không. Và ba là quản trị mục tiêu ngắn hạn mà nhà quản trị họ giao cho bạn, là đi đến đây mất bao nhiêu thời gian. Và đây chính là vai trò của bạn. Và khi mà họ đi chậm là trách nhiệm của bạn là gì ạ? Chị ngã em nâng, bạn nhảy vào bạn đào tạo họ. Và họ không thực thi đúng luật thì bạn gì ạ? Sa thải họ và tìm người khác đi vào loạt quân của mình. Thì đây chính là vai trò của nhà quản lý. Tôi nói nó ngắn gọn thôi để bạn dễ hiểu. Còn tất nhiên nó vẽ ra nó khoảng hơn chục kỹ năng, khoảng 12 kỹ năng của nhà quản lý. Còn nhà quản trị thì nó rơi vào khoảng 30 kỹ năng. Đấy, ví dụ như thế. Thì bạn hình dung nó như vậy. Thì chứ tránh tình trạng là một số anh chị làm trưởng phòng là vào đến nơi thì người ta xây dựng luật rồi, cứ đòi bẻ luật của người ta vớ vẩn. Bây giờ anh chị sang Mỹ đi, Mỹ nó xây dựng hết luật rồi, xong rồi sang đấy cứ bảo Donald Trump thay đổi luật, nó vả chết không. Vậy thì sang đấy chỉ nhiệm vụ là gì? Thực thi đúng luật, đừng có cãi. Ví dụ trong cái mùa Covid này cũng vậy, chính phủ người ta quản trị, người ta đã vẽ ra luật rồi, mẹ muốn về nước là phải chờ thôi, để đi cách ly thôi, chứ còn đúng luật mà làm, chứ không phải gì về đây xong bẻ luật, làm gì có cái chuyện đấy, đúng không? Làm đúng luật. Vậy nhà quản lý là cứ đúng luật mà làm. Thứ hai là chia lương đúng và trung thực, đúng theo cái luật của họ, có vậy thôi. Và nỗ lực đôn đốc anh em đoàn quân nó đi thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh theo con đường các đại ca đã vẽ sẵn, cứ vậy mà làm. Đấy, thì đấy chính là vai trò của nhà quản lý. Thế thì nên cái tầng quản trị nó sẽ khác hẳn, tầng quản trị nó khác hẳn. Rồi, cảm ơn bạn. Và trong chuyện quản lý thì nó có một là quản lý con đường, tức là quy trình. Hai là quản lý về mặt nguồn lực. Cái nguồn lực nó đi bao gồm là quản lý về tài chính, chi tiêu có đúng hạn mức không, họ ban hành luật không, quản lý về mặt con người, xem con người nó có đạt được KPI không, rồi trả lương con người nó có đúng luật không. Như vậy trong con người có 3 phần nhá, có đi đúng đường không, có gì đã đạt được mục tiêu không, nó liên quan đến KPI, và công ty trả lương cho họ có đúng hay không. Vậy thì việc đầu tiên là mình phải hiểu luật. Hiểu luật à, thì bắt đầu mình mới quản lý được cái gì ạ? Quản lý được con đường, quản lý được luật chơi. Họ còn họ ban hành luật nhá, còn mình quản lý được luật chơi, quản lý được con người thực thi luật chơi, và cuối cùng quản lý được cái mục tiêu họ giao cho mình trên con đường đấy. Đấy, thì nó là như vậy để tránh tình trạng xung đột với lại cấp trên. Rất nhiều anh trưởng phòng, còn nếu mà bạn đề xuất là tôi đề nghị thay đổi luật để cho phù hợp với anh em hơn thì được đề xuất, như dân mình chẳng hạn là có quyền đề xuất với chính phủ điều chỉnh luật, nhưng không được đạp lên luật, không được lên chửi ông chính phủ là luật không phù hợp với ông. À, tôi chỉ thấy không phù hợp thì ông phải đề xuất. Và vấn đề là chính phủ phải dựa trên số đông chứ không phải dựa trên một cái mồm của ông để điều chỉnh luật. Đấy, thế thì như vậy để chúng ta hiểu. Thế thì quản lý là làm theo luật, và nếu thấy luật không phù hợp thì đề xuất. Mà nếu đề xuất mà cảm thấy không phù hợp với mình nữa mà họ không thay đổi thì mình có chuyện. Mình không cảm thấy ở Mỹ mình thì cảm thấy không phù hợp với luật Mỹ, mình có thể quay về Việt Nam, mình có thể là làm hộ chiếu của Nhật, mình có thể làm quốc tịch Nhật. Đấy là việc của anh chị. Còn tóm lại là đến một doanh nghiệp thì cũng tương tự như vậy, đã vào đất nước của họ là phải tuân thủ luật pháp của họ, và bạn có quyền đề xuất luật và thay đổi hay không là quyền của họ chứ không phải quyền của bạn. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.